Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chuối được mệnh danh là trái cây thần kỳ vì mang rất nhiều công dụng cho sức khỏe. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng hoa chuối mới chính là thần dược từ xưa đã được các thầy thuốc đông y áp dụng để chữa hàng chục căn bệnh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khám phá những công dụng của hoa chuối và cách áp dụng để hoa chuối trở thành những bài thuốc có giá trị. Trước tiên, chúng ta cùng điểm qua những lợi ích tuyệt vời từ hoa chuối. Công dụng đầu tiên, ngăn chặn gốc tự do, ngừa ung thư. Hợp chất anthanoid trong hoa chuối được chứng minh là có đặc tính ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương và phá hủy màng tế bào. Chính vì lý do đó mà việc bổ sung thêm các món ăn từ hoa chuối trong chế độ ăn có thể bảo vệ cơ thể khỏi các căn bệnh ung thư nguy hiểm. Công dụng thứ hai, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Nhờ có hàm lượng chất xơ dồi dào mà hoa chuối đảm nhiệm chức năng quan trọng trong việc kích thích hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Những dưỡng chất này sẽ trung hòa lượng axit dư thừa trong dạ dày, giảm các cơn đau dạ dày, đồng thời giúp cải thiện tình trạng táo bón. Công dụng thứ ba, hỗ trợ điều trị sỏi thận. Khi nồng độ các chất khoáng lắng đọng ở thận trong một thời gian dài, thì nguy cơ cao sẽ tạo thành sỏi, gây khó khăn cho các hoạt động lọc chất thải ở thận. Để hỗ trợ làm tan sỏi, bạn có thể hãm nước hoa chuối rồi uống từ 1 đến 2 lần trong ngày. Bệnh tình sẽ thuyên giảm đáng kể. Công dụng thứ tư, giúp điều hòa huyết áp. Theo các phân tích dinh dưỡng, vi chất magie và nhóm chất flavonoid được tìm thấy trong hoa chuối góp phần không nhỏ giúp điều hòa huyết áp ổn định, hỗ trợ máu lưu thông dễ dàng về tim, từ đây sẽ kiểm soát các bệnh lý liên quan đến tim mạch và chống đột quỵ. Công dụng thứ năm, kiểm soát đường huyết. Khi chỉ số đường huyết trong máu tăng cao, đột ngột thì sẽ dễ mắc các triệu chứng suy giảm thị lực, ngưng tuần hoàn, cơ thể cảm giác ngứa ngáy ở bàn chân lẫn bàn tay và thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo các vấn đề không xảy ra thì cần phải giữ mức đường huyết ổn định. Chất xơ do hoa chuối cung cấp cho cơ thể sẽ làm ruột hấp thu và tiêu hóa thức ăn chậm hơn. Từ đây sẽ kiểm soát tốc độ chuyển hóa đường glucose trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường do đường huyết tăng cao. Công dụng thứ 6, phòng chống thiếu máu. Hoa chuối có thể giúp phòng chống thiếu máu vô cùng hữu hiệu. Hoa chuối cung cấp thêm vi chất sắt nhằm tăng cường sản sinh hồng cầu cũng như nuôi dưỡng tế bào máu khỏe mạnh. 7. Làm lành vết thương. Nếu không may gặp phải những tổn thương chảy máu hay vừa trải qua phẫu thuật, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bạn nên ăn thêm hoa chuối để thúc đẩy tiến trình lành vết thương. Ngoài ra, các dưỡng chất trong hoa chuối sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và ngăn sự phát triển của các vi khuẩn xương viêm. 8. Điều hòa kinh nguyệt. Trong đông y, tác dụng của hoa chuối được xem là một dược liệu của bài thuốc điều hòa kinh nguyệt và giảm đau bụng kinh ở các chị em phụ nữ. Chỉ cần rửa sạch hoa chuối, thái sợi nhỏ, rồi phơi khô và hãm nước uống khoảng 2 đến 3 lần trong một tuần, kỳ kinh nguyệt sẽ diễn ra suôn sẻ, ổn định. 9. Tăng tiết sữa sau sinh. Không cần phải tẩm bổ quá nhiều món cầu kỳ. Chỉ cần chế biến một vài món đơn giản từ hoa chuối có thể giúp các bà mẹ bầu cải thiện tình trạng sữa về chậm, ít sữa. Ngoài ra, những dưỡng chất bên trong hoa chuối còn thúc đẩy quá trình làm lành vết thương sau sinh một cách nhanh chóng, kìm hãm sự sinh sôi nảy nở của vi khuẩn gây bệnh và bảo vệ mẹ bầu trước các bệnh nhiễm trùng. 10. Giúp giảm căng thẳng lo âu, chống trầm cảm. Bắp chuối cải thiện tâm trạng và giảm bớt lo lắng do dầu magie. Chúng được xem là loại thuốc chống trầm cảm, không hề gây tác dụng phụ nào. Một số cách dùng hoa chuối chữa bệnh cụ thể như sau. 1. Chữa viêm gan, vàng da.
bạn có thể dùng hoa chuối 12g sắc uống hàng ngày. 2. Chữa nhọt độc, ung thủng. Hoa chuối lượng vừa đủ, rửa sạch, giã nát, đắp lên chỗ tổn thương. 3. Chữa cơn đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh. Hoa chuối 250g, tim lợn 1 cái. Hai thứ đem hầm chín ăn trong ngày. Hoặc hoa chuối lượng vừa đủ, đem đốt hoặc sao cháy, rồi tán thành bột, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 6g với nước muối nhạt. Thứ tư, chữa ăn không tiêu, chướng bụng, đầy hơi. Sau khi sắc nước hoa chuối, bạn chắc lấy nước để nguội, rồi hòa thêm vào đó khoảng 1 chén rượu nhỏ để uống liên tục từ 3 đến 5 ngày. 5. Chữa đau dạ dày. Hoa chuối thái nhỏ, cho vào nước rửa sạch và nấu chung với gạo tẻ thành cháo. Có thể thêm vào ít muối cho dễ ăn. Thực hiện liên tục trong vòng 10 đến 15 ngày, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả. 6. Chữa kiết lỵ. Hoa chuối 30g rửa sạch, nghiền nát rồi hãm với nước sôi uống, có thể pha thêm một chút mật ong. Thứ 7. Chữa nấc. Hoa chuối 60g sấy khô, tán thành bột, uống mỗi lần 6g với nước ấm, mỗi ngày 3 lần. Quý vị thân mến, hoa chuối có giá thành rẻ, dễ mua nếu biết cách, có thể chế biến các món ăn rất ngon miệng mà lại bồi bổ cho sức khỏe. Nộm hoa chuối, hoa chuối luộc, hoa chuối nấu cá, hoa chuối nấu ốc thịt ba chỉ. Quý vị có thể tham khảo những món ăn trên để thay đổi khẩu vị cho các bữa ăn mà lại có thêm sức khỏe. Xin được chuyển sang nội dung tiếp theo. Mọi bệnh tật đều tiêu tan nếu tránh được 4 điều này. 1. Hãy cẩn thận với quạt và điều hòa. Cơ thể và thời tiết bên ngoài hài hòa là một. Trời lạnh thì người tự biết làm ấm, trời nóng thì người sẽ có cách để dịu mát đi. Thế nhưng, dưới tác động của quạt và máy lạnh trong thời hiện đại, bốn mùa trong cơ thể bị đảo lộn, khả năng thích ứng ngày càng kém, kéo theo nhiều bệnh tật mà cha ông ta ít mắc phải. Đơn cử là thói quen ngồi liên tục trong máy lạnh vào mùa hè. Theo tự nhiên, vào mùa hè, cơ thể càng cần vận động cho nóng và bài tiết mồ hôi, giúp thải độc qua các lỗ chân lông, nuôi dưỡng nguyên khí khỏe mạnh. Việc ngồi liên tục trong điều hòa, hạn chế ánh nắng đến mức cực đoan sẽ khiến dương khí thu vào trong, dễ bị nóng trong người, phát hỏa ở nội tạng hơn nữa. Thay vào đó, mùa hè bạn nên vận động nhẹ nhàng vào sáng sớm, tận hưởng ánh mặt trời lúc 8 giờ. Kết hợp cùng các loại thực phẩm thanh nhiệt giải độc, bạn sẽ thấy sự khác biệt như ít bệnh vặt hơn, người mát và khỏe khoắn hơn. 2. Hạn chế cảm xúc tiêu cực. Khoa học đã chứng minh, khi tức giận hoặc buồn bã, cơ thể sản sinh ra hormone và độc tố gây suy yếu hệ thần kinh, tim mạch và nội tạng. Cụ thể, từ xa xưa, người ta đã tìm ra mối quan hệ giữa hỷ, nộ, ái, ố với các bệnh bên trong. Ví dụ, sự oán hận sẽ làm tổn thương tới tâm, dẫn tới các bệnh liên quan tới hệ thống tuần hoàn. Người hay bực dọc thì dễ tổn thương hệ hô hấp và phổi. Người hay phẫn nộ thì hệ thống gan và túi mật dễ bị nóng, viêm và suy yếu nhanh hơn. Trong khi đó, người hay phiền não, nhiều tâm tư thường có vấn đề về thận và sinh sản. Do đó, nguyên tắc vàng trong chăm sóc sức khỏe chính là giữ tinh thần thật lạc quan, tươi vui và an yên. Có một tinh thần tốt, ắt có cơ thể khỏe mạnh. 3. Cẩn thận ăn uống. Bệnh do ăn uống là một chân lý chẳng thể nào chối cãi, từ đông y tới tây y hiện đại ngày nay. Một chế độ ăn uống lành mạnh phải phù hợp với cấu tạo tự nhiên của cơ thể chúng ta. Thứ nhất, hàm răng chúng ta được cấu tạo để ăn ít thịt, nhiều rau, với chỉ duy nhất 4 chiếc răng có nhiệm vụ xé và nghiền thịt. Vì vậy, lượng rau quả hàng ngày vẫn nên nhiều hơn lượng đạm từ 2 đến 4 lần. Có như thế mới bảo vệ được hệ tiêu hóa và phòng bệnh đường ruột. Thứ hai, sức đề kháng của chúng ta đến từ dương khí bên trong, liên quan tới những món ấm. Việc ăn quá nhiều đồ lạnh, đồ sống, uống nước lạnh và rượu bia sẽ
sẽ bào mòn dương khí tự nhiên này, làm người ngày càng yếu, dễ bệnh tật, bị vi khuẩn và các tế bào đột biến tấn công. Càng hạn chế được hai thói quen xấu này, cơ thể sẽ càng khỏe mà không phải phụ thuộc bất kỳ loại thuốc men nào. 4. Đừng để mất ngủ. Theo thuật dưỡng sinh cổ đại thì giấc ngủ là quan trọng nhất trong dưỡng sinh. Một đêm không ngủ, trăm ngày không bù hết. Nguyên do là trong thời gian ngủ, cơ thể sẽ được tái sinh hoàn toàn, chất độc trong nội tạng được đào thải, huyết áp được ổn định, thần kinh được nghỉ ngơi, tế bào được thay mới. Quá trình kỳ diệu này chỉ diễn ra hiệu quả nhất trong hai khung giờ, 9 giờ tối đến 11 giờ tối và 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Đi ngủ quá muộn hay dậy quá sớm đều làm đảo loạn nhịp sinh học của cơ thể, gây tích trữ chất độc, từ đó dẫn đến đủ loại bệnh. Vì vậy, một giấc ngủ lý tưởng nên bắt đầu từ trước 11 giờ cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Quý vị thân mến, qua chương trình hôm nay, chúng ta nhận ra rằng thói quen sinh hoạt và các thực phẩm chúng ta chọn sẽ quyết định sức khỏe của mỗi người. Sức khỏe tự nhiên mong rằng các vị nhận được những thông tin hữu ích để áp dụng cho bản thân và gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức khỏe tự nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.